Chào các bạn, ở thời điểm hiện tại thì có lẽ khó có sản phẩm nào có cấu hình cao như Galaxy Note 5. Note 5 được đánh giá là một trong những con quái vật phần cứng ở thế giới Android hiện nay với RAM lên tới 4GB. Trong khi đấy thì với Motorola thì họ có rất là ít những sản phẩm có thể cạnh tranh với những đối thủ còn lại. Tuy nhiên thì mỗi khi họ ra mắt một sản phẩm thì rất nhiều người khen ngợi cũng như là dành rất nhiều những cái sự đánh giá cao trong dòng sản phẩm này. Cụ thể thì với những thiết bị trước chúng ta có ROG Turbo và hiện nay thì trên tay mình chính là chiếc ROG Turbo 2 là cái phiên bản mới nhất của Motorola. Và giữa Galaxy Note 5 và ROG Turbo 2 thì hai cái sản phẩm này đâu sẽ là cái thiết bị có phần cứng mạnh mẽ nhất hiện nay? Bởi vì ROG Turbo 2 là một sản phẩm chạy con chip S810, tuy nhiên nó được tùy biến rất là nhiều. Bên cạnh đấy thì cái hệ điều hành Android của nó gần như là hệ điều hành Google gốc, không có bất kỳ tùy biến nào. Vì vậy hôm nay thì mình sẽ có bài so sánh hiệu năng giữa hai thiết bị này để gửi đến các bạn. Trước tiên thì mình sẽ có một chút tương quan về phần cứng giữa hai sản phẩm. Thì Note 5 rất là quen thuộc của chúng ta rồi, nó sử dụng con chip Exynos 7420 của Samsung với 4GB RAM. Bên cạnh đấy sẽ là bộ xử lý đồ họa GPU Mali T760 MP8. Bộ nhớ trong của sản phẩm này là 32GB với màn hình 2K. Trong khi đó của ROG Turbo 2 thì chúng ta sẽ có con chip Snapdragon 810 với 8 nhân nền tảng 64 bit. Tuy nhiên RAM của nó chỉ có 3GB mà thôi. Và phiên bản trên tay mình thì nó cũng có bộ nhớ trong là 32GB. Và sản phẩm này thì cũng có màn hình 2K. Như vậy thì về một số thông số cấu hình thì chúng ta thấy đây đều là những cấu hình rất là khủng ở thời điểm hiện tại. Với Note 5 thì thông thường so với sản phẩm chạy chip S810 ra mắt năm ngoái như là chiếc Xperia Z4 hay là một sản phẩm khác đến từ HTC là M9 thì về cái tốc độ xử lý thì nó nhanh hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì với ROG Turbo 2 như mình nói lúc đầu là cái nền tảng Android của nó được tùy biến rất là tốt thì nó rất là mượt mà. Vì vậy rất khó để đánh giá đâu sẽ là thiết bị mạnh hơn. Và bây giờ thì mình sẽ đi đến những bài đo chi tiết. Vâng, và đầu tiên thì để kiểm chứng cái vấn đề này thì mình sẽ có cái bài đo benchmark qua với phần mềm AnTuTu. Các bạn thấy ở đây thì với con chip S810 thông thường thì những sản phẩm như là Z4 hay là M9 thì nó chỉ cho cái điểm số khoảng tầm 60, hơn 6.000 một chút thôi. Nhưng với ROG Turbo 2 thì các bạn có thấy hãng tối ưu rất là tốt về phần mềm. Vì vậy cái điểm AnTuTu mình đo được lên tới gần 77.000 điểm. Đó, một con số gần như là xấp xỉ với Galaxy Note 5. Note 5 các bạn thấy là hơn 77.000 điểm. Như vậy đây là một cái điểm tối ưu cực kỳ là tốt mà mình đánh giá rất là cao chiếc ROG Turbo 2. Các bạn có thấy cái điểm số 3D ở đây này. Với con chip đồ họa GPU Adreno 430 thì các bạn thấy điểm 3D nó còn lớn hơn cả của Galaxy Note 5. Nó hơn 24.000 so với 20.000. Và cái điều tương tự cũng xảy ra khi mình đo với phần mềm Geekbench 3 thì ROG Turbo 2 nó chỉ thua thiệt một chút so với Galaxy Note 5 mà thôi. Chúng ta thấy là cái điểm đơn nhân của nó đạt 1.300, chỉ thua một chút so với Note 5 là 1.400. Và cái điểm đa nhân của nó thì đã thua khoảng tầm 500 điểm. Tuy nhiên đây cũng không phải là con số quá lớn. Và để biết chính xác hơn thì mình sẽ có cái bài đo cụ thể cái vấn đề chạy đa nhiệm cũng là bật ứng dụng trên hai sản phẩm này. Và mình sẽ tắt hết những cái tác vụ chạy đa nhiệm đi. Và mình sẽ tắt máy và khởi động lại hai sản phẩm này. Rồi các bạn thấy thì Note 5 đã khởi động nhanh xong trước rồi. Và một lần nữa thì mình sẽ kiểm tra lại xem là đã có ứng dụng nào đang chạy trên hai sản phẩm chưa. Hoàn toàn chưa có bất kỳ ứng dụng nào. Ở cái điều kiện bình thường thì mình đo được với chiếc Galaxy Note 5 thì RAM chống của nó khoảng tầm 2GB. Trong khi đó thì ROG Turbo với RAM 3GB thì nó sẽ chống cho các bạn tầm khoảng 1GB 3 để các bạn chạy đa nhiệm. Và tiếp theo thì mình sẽ đến cái bài thi bật ứng dụng riêng lẻ cũng như chạy đa nhiệm trên hai sản phẩm này. Và cái game đầu tiên mình sẽ thử đó là Aston 8, một cái game đồ họa rất là khủng. Bắt đầu chạy. Chúng ta biết là con chip Exynos 7420 trên Note 5 thì cho tốc độ bật ứng dụng rất là nhanh. Và các bạn thấy thì trong cái phần thi này gần như là hai thiết bị load cùng một lúc. Như vậy có thể thấy là ROG Turbo 2 có cái việc tối ưu phần mềm cực kỳ là tốt. Tiếp theo mình sẽ vào giao diện chơi game. Và bắt đầu. Vâng, các bạn thấy thì Note 5 vào nhanh trước so với ROG Turbo 2 khoảng tầm gần 1 giây. Đây là một cái con số cũng không quá lớn. Và tiếp theo thì mình sẽ thử đến một game nhẹ nhàng thứ hai, đó là Temp Run 2. Rồi cũng rất là nhanh chóng, gần như là hai cái thiết bị này vào game một cách tức thì luôn. Vâng, và ROG Turbo 2 vẫn chậm hơn một chút, tuy nhiên là không đáng kể. Và mình sẽ thử một cái game nữa, đó là Subway Surfer. Và chúng ta có một kết quả tương tự, đó là Note 5 vẫn nhanh hơn một chút.
Và bây giờ thì mình sẽ bật tất cả những dụng cũng như là game còn lại và mình sẽ đi đến cái bài đo chạy đa nhiệm. Mình sẽ bật nốt cái game BR này đi. Và bây giờ thì mình sẽ bật các ứng dụng còn lại. Bản đồ này, AnTuTu. Rồi, Set Play. Và cuối cùng là Facebook. Rồi đã xong, mình sẽ kiểm tra lại trong cái phần chạy đa nhiệm. Đây, tất cả hai thiết bị đã load đầy đủ các ứng dụng rồi. Và bắt đầu cái phần thi tiếp theo chạy đa nhiệm. Bản đồ, AnTuTu. Những game ứng dụng nhẹ nhàng này thì gần như là hai sản phẩm không gặp bất kỳ khó khăn nào cả. Rồi, Facebook rất là nhanh chóng. Và bây giờ sẽ đến cái phần game. Đây là một cái phần rất là quan trọng. Bia không phải lút lại này. Subway Surfer không phải lút lại luôn. Temp Run 2. Các bạn thấy thì đồng thời gần như cả Galaxy Note 5 và Roy Turbo 2 đều phải lút lại cái game này. Và cuối cùng là Asphalt 8 sẽ quyết định cái phần thắng thuộc về thiết bị nào. Vâng, cả hai cũng đều phải lút lại luôn. Như vậy thì các bạn có thể thấy qua cái bài đo của mình thì Roy Turbo 2 và Galaxy Note 5 gần như nó cho hiệu năng gần như là ngang ngửa nhau. Chúng ta biết rằng với Note 5 thì thông thường khi đo với những sản phẩm chạy chip S810 khác như là M9 hay là Z4 thì nó cho cái tốc độ rất là vượt trội khi bật ứng dụng. Mặc dù có thể cái phần chạy đa nhiệm thì nó quản lý không được tốt, nhưng cái tốc độ phải nói là vượt trội hoàn toàn so với thiết bị đang chạy chip 810 hiện nay. Tuy nhiên với Roy Turbo 2 thì thực sự các bạn sau khi mà qua những cái bài trải nghiệm bài đo của mình thì chúng ta có thể thấy là tốc độ hai sản phẩm này gần như là không chênh lệch nhau. Tốc độ bật ứng dụng mặc dù Roy Turbo 2 chậm hơn trong vòng tích tắc, theo mình cái đấy nó không phải là con số quá lớn. Có thể thấy là Motorola đã tối ưu tốt đến như thế nào, nhất là về cái mặt phần mềm. Các bạn thấy là không có bất kỳ ứng dụng rác nào hết. Trong khi đấy thì Note 5 vẫn giữ nguyên được cái phong độ, đó là một trong sản phẩm Android mạnh mẽ nhất trên thị trường hiện nay. Và nếu các bạn chúng ta bầu chọn cho sản phẩm nào thì có thể để lại comment ở phía bên dưới. Bây giờ xin chào cũng như hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.